Hello, xin chào các bạn đã đến với series chia sẻ kiến thức nghề ca sĩ. Mình là giảng viên thanh nhạc thầy phòng Hai Nó. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với cái nội dung là đầu tiên phần 1. Cái nội dung đầu tiên một đó là muốn trở thành một ca sĩ thì bạn cần chuẩn bị những gì. Rất là quan trọng đúng không? Rất nhiều các bạn hiện tại bây giờ đang theo đuổi con đường ca sĩ. Có thể là các bạn không học trường lớp, các bạn tự do theo đuổi, hoặc là các bạn đang học trong trường lớp, thì chắc chắn là mình phải biết được là mình theo đuổi con đường cái đường ca sĩ đó, mình bằng cái đam mê của mình. Phần lớn là như vậy. Phần lớn là những bạn nào mà theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp thì chắc chắn là các bạn phải rất đam mê, rất đam mê. Và theo đó, tiếp theo là bạn sẽ có tài, rất là có tài năng và tự tin vào bản thân của mình. Nếu không tự tin thì không ai dám mở miệng ra là tôi sẽ theo đuổi cái con đường ca sĩ này một cách chuyên nghiệp được. Không ai dám, khó lắm, sợ làm không nổi. Video này là dành cho các bạn có thực sự là đã đam mê, muốn theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp, đã học trong những cái môi trường về âm nhạc, hoặc là đang tự do bên ngoài, thì đây sẽ có những cái định hướng cho các bạn để các bạn có một cái nhận thức, một cái tư duy, và sau đó các bạn rèn luyện. Nếu các bạn thấy hứng thú thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi series này để giúp cho các bạn có nhiều cái hướng đi, những cái định hướng mà nó đúng hơn đối với cái thời buổi ngày hôm nay. Mình còn có những cái video chia sẻ về kiến thức thanh nhạc giúp các bạn hát hay hơn ở trên trang của mình, ở trên đây, thì các bạn nhớ đăng ký vào và bấm vào xem, đôi khi nó sẽ giúp cho các bạn có một những cái kiến thức thanh nhạc cụ thể hơn. Và bây giờ, muốn trở thành một ca sĩ chúng ta cần gì? Thứ nhất đó là kiến thức. Đầu tiên chúng ta phải cần kiến thức. Mà kiến thức là kiến thức gì? Thì kiến thức ở đây thì mình sẽ nói thành hai phần. Nó có rất nhiều cái dạng kiến thức khác nhau, nhưng cụ thể để có được cái nghề ca sĩ thì chúng ta chỉ có hai yếu tố duy nhất thôi. Thứ nhất, đó yếu tố quan trọng nhất, cũng là yếu tố mà cốt lõi của kiến thức luôn, đó là giọng hát. Một giọng hát thực sự tốt, một giọng hát thực sự hay, ngoài việc bạn tự hát được ra mà bạn còn phải biết cách phát triển giọng hát, bảo vệ giọng hát của mình. Hát qua năm qua tháng mà không bị lỗi. Nếu mà mình hát bằng bản năng thì chắc chắn là mình sẽ có những cái lỗi trong kỹ thuật thanh nhạc rất nhiều. Ví dụ như lên cao thì nó cũng có giới hạn, xuống thấp thì nó cũng có giới hạn. Bệnh hay là mệt mỏi trong người thì cũng sẽ không hát được. Đó là bản năng. Còn nếu chúng ta học để có kiến thức về giọng hát, cụ thể người ta còn gọi là kiến thức thanh nhạc, thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái gì? Kiến thức về thanh nhạc, nó, mình nhắc lại, là yếu tố cốt lõi luôn, quan trọng nhất của một cái nghề ca sĩ. Nghề ca sĩ mà hát không hay thì mọi thứ khác là dẹp đi. Ok, nếu các bạn muốn theo đuổi nghề ca sĩ thì bắt buộc các bạn phải hát hay. Mà hát hay ở đây á, thì nó không chỉ là chúng ta sinh ra chúng ta có kỹ năng, chúng ta mở miệng ra hát hay là được. Hát hay ở đây, ngoại trừ chúng ta mở miệng ra, chúng ta truyền tải một cái âm thanh hay bằng kỹ thuật, ok, bằng kỹ thuật, bằng cảm xúc đó ha. Kỹ thuật và cảm xúc nó cộng lại với nhau thì nó tạo nên một cái âm thanh hay. Mà chúng ta cũng phải bảo vệ được cái giọng hát của chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc là 50 năm, cả một thanh xuân, cả một cuộc sống của mình, để mình có thể hát tốt hơn. Đó, đầu tiên là phải hát hay. Hay, và nó phải hợp thời nữa, hợp với thời đại. Chúng ta và chúng ta phải làm sao mà chúng ta tạo ra được một cái giọng hát mà với cái thời đại đó người ta công nhận, người ta chấp nhận. Đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức về thanh nhạc để có được một giọng hát hay, và một cái kỹ năng bảo vệ
bảo vệ giọng hát qua năm qua tháng bền vững, thì nó là yếu tố cốt lõi luôn đó. Thì các bạn phải biết, cố gắng nỗ lực nghiên cứu làm sao để giọng hát của mình hay nhất. Cái mà chúng ta nên đáng đầu tư nhất, đáng phải đầu tư và bắt buộc phải đầu tư vào cái nghề ca sĩ của mình, đó là đầu tư vào giọng hát, đầu tư vào thanh nhạc, để chúng ta có thể tập một cái giọng hát hay 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 mà nó phải hợp với cái thời đại nha. Chứ không phải là mình tập luyện kỹ thuật một cái dòng nhạc nào đó, mà một cái cách hát nào đó mà nó không phù hợp với ngày hôm nay, thì thị trường nó không có công nhận mình. Một cái cách hát nó phải hợp với thời đại đó, rồi sau đó là những cái kỹ thuật bổ sung để nó bảo vệ giọng hát mình, như kỹ thuật hơi thở, kỹ thuật cộng hưởng khoảng vang, kỹ thuật giúp làm sao mình tiết chế không hát vào cổ, không hát vào cổ nhiều quá, để tránh làm tổn thương thanh quản của mình. Và đó thì nó rất là nhiều những cái kiến thức về thanh nhạc như đó, nhưng mà nó là quan trọng nhất, nó là quan trọng nhất của kiến thức. Ok, và cái trong cái phần kiến thức thì cái phần thứ hai mà mình nên dành một chút thời gian cho nó, không cần phải nhiều, nhưng mà mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, đó là kỹ thuật biểu diễn. Biểu diễn giống như mình nói chuyện đây trước cái ống kính, đó là kỹ thuật biểu diễn trước ống kính. Ok ha, làm sao để chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng, lành mạch, tự tin trước ống kính. Hoặc là trước ống kính là một cái rất là khó đấy. Rồi trước đám đông, làm sao để thuyết phục người nghe, và mình nói làm sao, mình ăn nói làm sao, hoặc mình trình diễn làm sao để cho thu hút được người ta. Đó, thì cái phần kỹ thuật biểu diễn này cũng quan trọng, nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái kỹ thuật thanh nhạc. Vì vậy mình sẽ chia ra trong kiến thức thì dành 80% cái thời gian mình tập vào giọng hát. Luyện, 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 mà luyện phải cho đúng nha. Luyện phải cho đúng, luyện sai là hư giọng luôn. Rất nhiều các bạn học về âm nhạc, thanh nhạc, luyện sai và đã hư giọng. Và lúc đó là mình sẽ không hát được, mình không tự tin ca hát được là thua. Vì vậy tập thanh nhạc là cực kỳ quan trọng. Vì vậy hãy đầu tư cho nó không chỉ là sức lực, tiền bạc, mà còn là chất xám nữa, để mình có thể rất nhiều cái chất xám để mình có thể lựa chọn ra những cái phương pháp, những người hướng dẫn một cách phù hợp nhất theo đúng cái thị trường, để chọn ra một cái giọng hát, điều khiển cái giọng hát, luyện tập cái giọng hát nó phù hợp với thị trường để nó phát triển. Nếu sai thị trường, bạn cũng không bán được giọng hát của mình đâu. Đó là yếu tố rất là quan trọng đối với kỹ thuật thanh nhạc. 80% thời gian mình nhấn mạnh rất nhiều về tập kiến thức nha. Sau đó chúng ta dành 20% cái thời gian tập luyện để cho tập luyện biểu diễn. Ví dụ như các bạn làm kênh YouTube giống như mình, có thể tập luyện ăn nói, hoặc là các bạn đi tập vũ đạo, vân vân, để nó phụ, nó hỗ trợ cho cái việc gọi là mình tự tin hơn trước đám đông, mình dễ thể hiện cá tính của mình hơn, mình không có e dè sợ hãi, và mình dễ truyền đạt được cái khả năng trình diễn của mình. Thì đó là dành 20%. Ví dụ như một ngày bạn bỏ 5 tiếng ra để mình tập luyện cái nghề của mình, còn 5 tiếng còn lại là mình sẽ đi kiếm tiền, mình sinh hoạt, mình sống ví dụ vậy, thì 4 tiếng là dành cho thanh nhạc. Không biết, các bạn phải nghiên cứu, phải cố gắng. Nếu mà các bạn muốn biết kỹ hơn luyện thanh như thế nào, tôi cần biết sao thanh nhạc, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình. Và trong kênh của mình nó có series hướng dẫn về thanh nhạc, những cái định hướng, cái góc nhìn và tập luyện làm sao nó phù hợp với thị trường. Dành 4 tiếng ra để làm điều đó, và 1 tiếng là để luyện cái kia, cái những cái kỹ năng biểu diễn, kiến thức về biểu diễn. Học kiến thức là phải đi học. Học bằng cách nào? Có nhiều cách học lắm, chúng ta sau này chúng ta sẽ chia sẻ. Nhưng học trên YouTube nó vẫn là một phương pháp thời đại ngày hôm nay rất rất quan trọng. Internet là một người thầy. Ok ha. Rồi, đó là phần thứ nhất, là phần kiến thức có hai yếu tố: kiến thức thanh nhạc và kiến thức về biểu diễn, cực kỳ quan trọng. Sau khi có kiến thức rồi, chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải có kinh nghiệm, trải nghiệm xong rồi bắt đầu thất bại, khó khăn, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta có kinh nghiệm rồi thì nó tạo thành kỹ năng. Ok ha, nghe thấy ghê ghê đúng không? Kỹ năng đó. Thì nếu như bạn học xong mà bạn không làm
bạn học xong mà bạn không dám trải nghiệm nó, không gặp những khó khăn trong cuộc sống, không mất thời gian, sợ mất thời gian, sợ mất tiền, sợ mất sức, sợ bị mắc căn bệnh lười, không chịu làm, thì đương nhiên bạn sẽ không bao giờ có sự trải nghiệm, không bao giờ gặp được những khó khăn. Mà chắc chắn rằng nhờ những khó khăn, những trải nghiệm đó bạn mới có kinh nghiệm, và chính bản thân bạn cũng sẽ trưởng thành hơn với cái nghề, nghề ca sĩ mà mình đã lựa. Ok, phải trải nghiệm, phải gặp những khó khăn. Đó, thì nó gọi là kỹ năng. Trong kỹ năng thì ngoài trừ kỹ năng thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn mình không nói rồi, mình sẽ có hai cái nhấn mạnh cho các bạn, hai cái yếu tố mà bắt buộc nghề ca sĩ phải có. Cũng nó cũng đúc kết từ việc thanh nhạc. Thanh nhạc thôi. Về kiến thức chứ. Về kiến thức gồm có thanh nhạc và biểu diễn. Nhưng mà nó sẽ lòi ra hai cái kỹ năng cụ thể lắm. Thứ nhất là bài tủ. Phần thứ hai ha, kỹ năng nó gọi là, đầu tiên trong kỹ năng bạn phải có bài tủ để trình diễn. Rất nhiều một người ca sĩ phải có một vốn bài cho mình, nó gọi là vốn bài, ít nhất cũng phải 5 bài, 10 bài, 20 bài ha. Không cần phải quá nhiều, nhưng mà nó phải đảm bảo là nó phù hợp với thị trường. Nó phù hợp thị trường có nhu cầu như thế nào. Ví dụ như bây giờ những cái bài hot ngày hôm nay, ví dụ hoặc là những cái thị trường mà nó có nhu cầu giống như là nhạc nhạc tiếng Anh. Tiếng Anh rất là nhiều những người có nhu cầu hát nhạc tiếng Anh, hoặc là hát những bài hot, hoặc là nhạc sôi động. Người ta cần những bài nhạc sôi động, remix EDM hay gì đó thì để biểu diễn. Thì ít nhất bạn có phải có những cái vốn bài tủ, bạn phải chọn ra những cái bài họ phù hợp với mình. Nó gọi là bài tủ. Trong bài tủ thì nó có cái gì? Trong bài tủ thì nó có sự tập luyện. Nó có tập luyện về thanh nhạc á, rồi hát làm sao cho nó hay bài đó. Và thứ hai là trong bài tủ á, thì nó có cái gì? Nó có thêm một cái nữa. Đó là nhạc nền, nhạc playback, nhạc beat. Bạn đi trình diễn thì đương nhiên bạn sẽ hát trên nền nhạc của bạn, với cái tông giọng của bạn. Chứ không thể nào mà lấy một đại một cái bài nào đang bạn đi diễn, cái bạn lấy một bài nào đại trên YouTube mà mở lên. Hay không có, mình phải chỉnh cái tông giọng cho nó phù hợp. Thấy không? Có thể là chúng ta phải đầu tư, chúng ta làm nhạc lại, làm nhạc beat lại, beat nhạc playback để cho nó phù hợp với cái giọng hát của mình, với cái tính cách, phong cách biểu diễn mình. Đôi khi chúng ta remix lại cho nó mới. Thì cái giá trị nó nằm ở mức độ bạn đầu tư. Bạn đầu tư vào trong cái bài tủ của mình để mình có thể trình diễn. Và đôi khi bạn phải mua bản quyền, mua tác quyền chứ, để sử dụng bài hát đó đi trình diễn. Nếu như bạn sử dụng, bạn hát ở những chương trình quá nó đòi hỏi cái tác quyền, bản quyền, thì bạn phải mua. Nó là sự đầu tư rất là nghiêm túc đối với cái nghề gọi là bài tủ. Và xong sau đó là có thể bạn phải đi thu âm, để bạn, thứ nhất là bạn gửi cho khách hàng nghe một cái bài. Ví dụ như khách hàng hỏi bài bạn có thể, bạn có hát bài nào rồi đó, bạn đã có bài thì bạn chuẩn bị bài nào rồi, thì mình sẽ gửi cho khách hàng xem những cái bản audio, và có thể là những cái video mà mình đã trình diễn trên sân khấu. Bạn phải lưu lại, nó gọi là bài tủ mà, lưu lại là em đã trình diễn trong chương trình này, sự kiện kia, hội nghị này, vân vân, ABC. Thì đó gọi là cái nghề ca sĩ. Bạn phải chuẩn bị được những yếu tố đó. Nó gọi là cho mình một cái profile, một cái profile về những gì mình đã làm và những cái sản phẩm của mình. Và nếu mà tôi lên sân khấu của anh trình diễn á, thì tôi phải hát sao, hát như thế nào, trình diễn như thế nào. Thì mình bước qua yếu tố thứ hai của kỹ năng, ngoài bài tủ ra, thì nó gọi là phong cách cá nhân. Ok, bạn phải có phong cách cá nhân, bạn phải xây dựng. Giống như mình, khi mà mình bước lên, mình lên hình, thì mình phải có cái nó. Đó là cách mình đã xây dựng một cái phong cách cá nhân đó, cho mình, bản thân của mình. Ví dụ như mình cố tình mình tạo ra râu, mình để râu để làm cái gì? Mình muốn có một cái hình ảnh, một ông thầy nó khác biệt một chút xíu. Miếng mình vẫn giữ được cái chất của mình, một cái sự vui nhộn, một cái sự nhí nhảnh. Bởi vì mình thuộc tính cách linh hoạt.
nên mình hơi bị tăng động hơn người bình thường một chút. Mình phải vẫn giữ được cái đó, bởi vì đó là sự khác biệt và mình phải kiểm soát lại để cái sự linh hoạt đó nó có sự tiết chế. Đôi khi mình cũng phải ghìm nó xuống và mình nhấn mạnh về người ta là phong cách cá nhân là cá tính của mình và được xây dựng và sự rèn luyện và sự quan sát rất nhiều, đổ tâm đổ huyết tâm huyết đó vào trong cái bài tủ và cái phong cách cá nhân. Ví dụ có thể phong cách cá nhân là ăn bận, hoặc là tính cách của mình khi mình nói một, khi mình kể một cái câu chuyện nào đó, giống như mình đang kể cố gắng kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của mình, và hoặc là mình biểu diễn, mình nhảy múa làm sao theo cái phong cách của mình, giống như Michael Jackson có một cái phong cách cá nhân rất là đỉnh, đã tạo nên một xu hướng cho tất cả nền âm nhạc biểu diễn thế giới. Và tới ngày hôm nay khi ông mất đi thì rất là nhiều năm cái phong cách đó vẫn lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Người đó là vĩ đại rồi, ok. Mình nói mình quay lại thì mình cũng rất cần cái đó, mình cũng cần xây dựng qua năm qua tháng thì nó mới tạo thành kỹ năng, và kỹ năng này càng được rèn giũa thì nó sẽ tạo nên một cái sự bứt phá, những sự sáng tạo, những sự đột phá và tạo nên sự thành công cho mình. Hai yếu tố đầu tiên là kiến thức, thứ hai là kỹ năng. Trong kiến thức thì có thanh nhạc là 80%, bạn nên dành thời gian để học đi. 1%, 20% là dành cho biểu diễn. Trong kỹ năng có hai yếu tố bạn cần phải tập trung rèn luyện cũng từ kiến thức mà ra, đó là tạo nên bài tủ. Phải có bài tủ là gồm có luyện tập ca hát nè, playback nhạc nền nè, thu âm nè, những cái video mình đã trình diễn hoặc những cái profile mình đã chuẩn bị, thì nó thể hiện là mình đặt người có kinh nghiệm đó. Thì lúc đó khi mà bạn có kinh nghiệm rồi á thì bắt đầu người ta mới thuê bạn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm người ta không dám thuê đâu, người ta đâu có dám mà bỏ tiền ra để thuê một người không có kinh nghiệm lên sân khấu trình diễn để rồi người đó phá nát sân khấu của người ta. Sân khấu người ta tổ chức ra biết bao nhiêu tiền. Vì vậy sự đầu tư trong giai đoạn ban đầu rất là quan trọng. Và cái yếu tố thứ hai của kỹ năng đó là phong cách cá nhân. Nó tạo nên sự khác biệt của bạn với những ca sĩ khác, và nó tạo nên sự thu hút và sự thành công về mặt lâu dài, tạo nên dấu ấn âm nhạc của bạn, của cái nghề ca sĩ của bạn đối với người khác. Khi người ta nhìn vào một người nào đó, nhìn vào thầy Phong, người ta sẽ nhớ đến cái dấu ấn và cái cá tính âm nhạc của bạn với người khác. Ta so sánh, không ai lẫn ngoài khác ngoài thầy Phong. Ví dụ như vậy, đó là một cái cách chúng ta tạo nên dấu ấn cá nhân. Ok, tiếp theo sẽ là yếu tố cuối cùng trong bộ ba sự chuẩn bị, đó là thái độ. Ok, kiến thức, kỹ năng và cuối cùng không thể nào thiếu được, đó là một thái độ. Và nếu như các bạn luyện cái thái độ này tới tuyệt đối thì chắc chắn tôi cam đoan các bạn sẽ thành công, dù các bạn xuất phát điểm có là zero đi nữa, xuất phát điểm của bạn có tệ hơn người ta rất nhiều, vừa nghèo, vừa dở, vừa thiếu điều kiện về bối cảnh xung quanh. Người thì ở thành phố, người ở dưới quê thì đương nhiên cái bối cảnh, điều kiện nó khác. Nhưng mà nếu như bạn luyện một cái thái độ tuyệt đối thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thái độ nó là cái gì? Đầu tiên là một tư duy sống tích cực. Ok, trong tư duy sống tích cực thì chúng ta có một cái gọi là không gì là không thể. Chúng ta phải đặt một câu nói trong đầu mình là không gì là không thể, đúng không? Ai cũng có thể làm được những điều mà họ muốn cả, bởi vì thực sự cái họ muốn so với cái thị trường, so với cái xã hội, cho với cái thế giới, thực sự người ta đã làm đầy. Đâu phải cái họ muốn là một điều gì đó nó quá lớn lao, đúng không? Ví dụ như hái sao trên trời, cái đó khó thiệt, cái đó lấy chậu nước ra hứng sao chứ, đúng không? Còn có những cái ví dụ như tôi muốn trở thành một ngôi sao âm nhạc không hề khó, không hề, hoặc là tôi muốn trở thành một người nổi tiếng, hoặc là tôi muốn trở thành một tỷ phú, đầy ngoài xã hội rất nhiều người tỷ phú, họ xuất thân từ nông dân làm lúa làm ruộng, họ xuất thân nhưng mà họ có một cái thái độ sống rất tích cực, họ nhìn nhận một cái vấn đề không gì là không thể,
Mỗi người chúng ta đều có thể thực hiện được những ước mơ nhỏ bé của mình trong cái xã hội lớn lao này. Ước mơ của mình thật sự rất nhỏ bé, trừ những ước mơ của nhà bác học Newton, Einstein, hay là ước mơ mà hái sao trên trời, hay là làm một điều gì đó nó chưa ai làm được cả thế giới, thì cái đó câu chuyện đó thì câu chuyện nó khó. Chứ thật sự ước mơ để trở thành cụ thể là một người ca sĩ có nghề hoặc là một người ca sĩ nổi tiếng, điều đó không khó. Xã hội rất nhiều người họ đã làm được như vậy rồi, mình thêm một người bớt một người chả sao cả. Vì vậy nếu chúng ta muốn, hãy có một cái tư duy tích cực và không gì là không thể, chúng ta sẽ đạt được tất cả mọi thứ và làm việc rất là hăng say. Từ đó mà chúng ta tạo nên, đốt lên ngọn lửa, tạo nên động lực cho sự đam mê của mình, và chúng ta vượt qua hàng ngàn hàng vạn những khó khăn ngăn cản trước mắt của chúng ta. Đầu tiên là tài chính có thể, thứ hai là sự ngăn cản của những người xung quanh. Vượt qua được, phải vượt qua được, một cái niềm tin, một cái tư duy tích cực, khát khao, đúng không? Đâu có gì đâu, không gì là không thể. Và cái thứ ba là một cái sự ngăn cản của cái bối cảnh xã hội. Bối cảnh xã hội nó nhiều cái nó thiếu thốn điều kiện. Tại sao không lên Sài Gòn, đúng không? Tại sao không lên Sài Gòn và làm thực hiện ước mơ của mình? Không gì là không thể. Rất nhiều người họ đi từ đôi bàn tay trắng của mình lên Sài Gòn lập nghiệp và họ thành công, thành công hơn rất nhiều người ở Sài Gòn này, sinh sống từ nhỏ tới lớn ở Sài Gòn. Rất nhiều người, và hiện tại bây giờ rất nhiều những tỷ phú họ đã thành công từ dưới ruộng dưới quê mà lên thôi. Tại sao chúng ta không làm được? Ok, đó là tư duy sống tích cực ha. Rồi, phần thứ hai, khi mà các bạn có sự tư duy sống tích cực đó rồi, thì yếu tố thứ hai trong thái độ mình muốn nhấn mạnh tới, đó là sự kiên trì rèn luyện năng lực liên tục và không bỏ cuộc. À, nhớ nha, sự kiên trì, luyện cái gì? Luyện cái năng lực của mình. Không được bỏ cuộc. Phải luyện được cái đó. Thái độ là một yếu tố về mặt tinh thần, tâm lý, nhận thức xã hội, nhận thức chính mình. Nó là một sự rèn luyện kiên trì và không được bỏ cuộc. Rèn luyện cái gì? Năng lực của bản thân mình. Mình chưa tạo ra được những giá trị lớn bởi vì mình chưa giỏi. Mình chưa làm việc và rèn luyện đủ thời gian, hoặc là mình chưa làm đúng cách. Tất cả mọi thứ nó đều có những lý do của nó. Và việc của mình trong cái quá trình đó thì mình rèn luyện bằng cách là mình đi sửa những cái lý do đó. Mình thay đổi những cái lý do đó để một ngày nào đó mình đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, đạt được cái mục đích của mình và mình thành công. Và từ đó là chúng ta sẽ có rèn luyện dần dần, nó hình thành một cái thói quen. Và cái thái độ sống tích cực và thái độ kiên trì rèn luyện của mình, nó thấm vào trong người. Nó thấm vào trong người một cách gọi là tuyệt đối luôn. Đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Bởi vì nếu như các bạn có kiến thức, các bạn có năng lực, nhưng mà các bạn không có thái độ sống tích cực và kiên trì, thì chắc chắn sự thành công của mình cũng sẽ rất rất tệ. Mình dùng từ là rất tệ. Thái độ quyết định. Có kiến thức nhưng mà lười, đúng không? Có kiến thức nhưng mà có kỹ năng, nhưng mà nhìn đâu cũng tiêu cực, nhìn đâu cũng u ám hết á. Thôi làm việc đó khó lắm. Thôi ở vậy với thôi làm vậy cha mẹ mình sẽ buồn, ông bà mình sẽ buồn, ấy rất là nhiều thứ. Thôi hoàn cảnh bây giờ mình khó khăn, mình dưới quê mà sao mình như vậy, mình thiếu điều kiện hơn người ta. Nó không gì là không thể. Chúng ta cần thì cứ cuốn gói lên Sài Gòn tiếp cận, nó có gì đâu, rất nhiều cái điều kiện ở đây, nhiều cái cơ hội phát triển. Và chúng ta cần có một cái tính kiên trì, nhẫn nại, đó, rèn luyện năng lực của mình là không được từ bỏ, quyết tâm thề không từ bỏ, thì chắc chắn rằng cái nghề ca sĩ nó sẽ thành công. Rèn luyện cái đó, các bạn có thể ok xem video này, các bạn có thể biết là kiến thức nó là cái gì, kỹ năng nó là cái gì, thái độ nó là cái gì, nhưng
mình xin nhắc lại với các bạn là các bạn phải rèn luyện nó theo năm, theo tháng, theo nhiều năm để nó hình thành một cái thói quen và nó tạo nên một hành trang vào nghề ca sĩ. Hành trang vào nghề ca sĩ, các bạn đem theo vũ khí, đạn dược, áo giáp để các bạn bước vào nghề và tự tin đứng trên đôi chân của mình, trở thành những gì mình muốn và đạt mục tiêu thành công. Ok, chúc các bạn sẽ thành công với video này, xem video này và rèn luyện nha, chứ chưa thành công được đâu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, like và share. Và chào các bạn, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.